máy Việt Plaza, địa chỉ số nhà 6567 thị trấn Sông Mã, cạnh Honda Hà Hường xin kính chào quý khách. Để chị em khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng sản phẩm của chúng tôi, siêu thị điện máy Việt Plaza triển khai chương trình khuyến mại đón xuân sang rước lộc vàng từ ngày 6 tháng 1 năm 2020 đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, tức từ ngày 12 tháng 12 năm 2019 đến ngày 9 tháng 1 năm 2020 âm lịch. Siêu thị điện máy Việt Plaza phối hợp cùng thương hiệu đồ gia dụng cao cấp Elmix, Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Samsung, LG, Toshiba, Hitachi, Aqua, Saneki tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn bán hàng không lợi nhuận với các mặt hàng giảm giá từ 10 đến 30%, hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh gọn. Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường, TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bếp từ, bếp ga, nồi cơm điện và các sản phẩm nổi tiếng khác. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới với giá ưu đãi, TV, máy lọc nước Hasuka, bếp ga Hasuka, nồi cơm Hasuka. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào hồi 15h30 phút ngày 2 tháng 2 năm 2020, tức ngày 9 tháng 1 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy Yamaha, một giải nhất Smart TV Samsung 4K 50RU7200, 5 giải nhì bếp ga Perfect 368, 10 giải 3 nồi cơm điện Perfect 6188. Điện máy Việt Plaza cam kết bán hàng chính hãng, giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín, 100% hàng chính hãng. Ở đâu bán rẻ, điện máy Việt Plaza bán rẻ hơn. Ngoài ra, có rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Siêu thị điện máy Việt Plaza, địa chỉ số nhà 6567 thị trấn Sông Mã, cạnh Honda Hà Hường. Điện thoại 0212-3836-999, 0342-933-385 để được tư vấn và đặt hàng. Điện máy Việt Plaza, nơi khách hàng đặt trọn niềm tin. Siêu thị điện máy Việt Plaza, địa chỉ số nhà 6567 thị trấn Sông Mã, cạnh Honda Hà Hường xin kính chào quý khách. Để tri ân khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng sản phẩm của chúng tôi, siêu thị điện máy Việt Plaza triển khai chương trình khuyến mại đón xuân sang rước lộc vàng từ ngày 6 tháng 1 năm 2020 đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, tức từ ngày 12 tháng 12 năm 2019 đến ngày 9 tháng 1 năm 2020 âm lịch. Siêu thị điện máy Việt Plaza phối hợp cùng thương hiệu đồ gia dụng cao cấp Elmix, Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Samsung, LG, Toshiba, Hitachi, Aqua, Saneki tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn bán hàng không lợi nhuận với các mặt hàng giảm giá từ 10 đến 30%, hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh gọn. Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường, TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bếp từ, bếp ga, nồi cơm điện và các sản phẩm nổi tiếng khác. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới với giá ưu đãi, TV, máy lọc nước Hasuka, bếp ga Hasuka, nồi cơm Hasuka. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào hồi 15h30 phút ngày 2 tháng 2 năm 2020, tức ngày 9 tháng 1 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy Yamaha, một giải nhất Smart TV Samsung 4K 50RU7200, 5 giải nhì bếp ga Perfect 368, 10 giải 3 nồi cơm điện Perfect 6188. Điện máy Việt Plaza cam kết bán hàng chính hãng, giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín, 100% hàng chính hãng. Ở đâu bán rẻ, điện máy Việt Plaza bán rẻ hơn. Ngoài ra, có rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Siêu thị điện máy Việt Plaza, địa chỉ số nhà 6567 thị trấn Sông Mã, cạnh Honda Hà Hường. Điện thoại 0212-3836-999, 0342-933-385 để được tư vấn và đặt hàng. Điện máy Việt Plaza, nơi khách hàng đặt trọn niềm tin.